cây banh của gia tộc Madame Pang tăng vốn tại Việt Nam lên 6.600 tỷ đồng, mộng 1,2 triệu khách Việt. Theo Kasikonbank, còn gọi là cây banh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận cho cây banh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh tăng vốn điều lệ từ 2,7 tỷ bạt lên 9,6 tỷ bạt, tương đương 6.684 tỷ đồng. Hậu tăng vốn, cây banh chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành chi nhánh ngân hàng nước ngoài có vốn điều lệ cao thứ hai tại Việt Nam, sau ngân hàng Sumitomo Mitsui chi nhánh Hà Nội. Được biết, cây banh mở chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 8 năm 2022. Tại sự kiện này, CEO cây banh đánh giá Việt Nam là ngôi sao mới nổi, đồng thời hé lộ tham vọng có 1,2 triệu khách hàng và giải ngân hơn 500 triệu đô la Mỹ tại đây trước năm 2023. Đáng chú ý, sự kiện cũng có sự tham dự của bà Madame Pang, người nhận được nhiều sự chú ý trong vai trò trưởng đoàn bóng đá Thái Lan ở SEA Games 31, AFF Cup 2020, với tư cách là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Wang Thai Insurance. Gia tộc quyền lực của Madame Pang nên biết là chủ sở hữu cây banh, một trong ba nhà băng lớn nhất Thái Lan xét về quy mô tổng tài sản. Bà Madame Pang, tên thật là Nua Phan Lam Sam, có tình yêu đặc biệt dành cho trái bóng tròn. Năm 2015, bà và công ty bảo hiểm Wang Thai Insurance tiếp quản câu lạc bộ Port Football Club, Port FC. Với sự bạo chi của Madame Pang, Port FC đổi đời và giành quyền thăng hạng lên Thái League 1, hạng đấu cao nhất cấp câu lạc bộ của đất nước này. Ở cấp độ đội tuyển, Madame Pang từ lâu đã là nhà tài trợ lớn cho bóng đá nam và nữ Thái Lan. Công ty bảo hiểm Wang Thai là nhà tài trợ chính của giải bóng đá nữ Thái Lan, còn các tuyển thủ nữ Thái Lan được nhận vào làm ở đây với tư cách nhân viên kinh doanh. Điều này giúp họ đảm bảo thu nhập ngay cả khi không thi đấu bóng đá. Ít năm trở lại đây, bà Madame Pang thường đảm nhận chức danh trưởng đoàn, đồng hành cùng các đội tuyển bóng đá Thái Lan tham dự nhiều giải đấu. Theo Siam Sport, Madame Pang đã chi gần 3 triệu đô la Mỹ cho bóng đá Thái Lan trong những năm qua. Khát vọng hàng đầu của bà chính là đưa đội bóng nước nhà dự World Cup. Gắn bó với các cấp độ đội tuyển bóng đá Thái Lan trong nhiều năm, song vì nhiều lý do, bà Madame Pang không phải là trưởng đoàn của U22 Thái Lan tham dự SEA Games 32. Đảm nhiệm ghế nóng là ông Juthana Imkaron, người được cho là có quyền lực không kém Madame Pang tại Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Ngoài những đóng góp cho nền bóng đá xứ Chùa Vàng, Madame Pang còn gây ấn tượng với sự nghiệp kinh doanh và gia thế khủng. Madame Pang sinh năm 1966, thuộc thế hệ thứ 5 của gia tộc Lam Sam, một trong những gia tộc giàu có nhất xứ Chùa Vàng. Gia tộc của nữ tỷ phú sở hữu khối tài sản đồ sộ. Mỗi thành viên đều là những gương mặt có tên tuổi trong ngành ngân hàng, bảo hiểm. Anh họ của Madame Pang là Banthorn Lam Sam, hiện đang là chủ tịch danh dự của cây banh. Gia đình ông được Forbes xếp thứ 29 trong danh sách những gia đình giàu có nhất Thái Lan, với tài sản ròng rộp lên đến 1,19 tỷ đô la Mỹ. Hai người em của Madame Pang cũng có sự nghiệp thành công. Trong đó, một người sở hữu các dự án về thiết kế và cảnh quan trên khắp châu Á và châu Âu, còn người kia đang điều hành hãng bảo hiểm nhân thọ Wang Thai Insurance. Madame Pang tốt nghiệp ngành marketing của Đại học Chulalongkorn danh tiếng, theo học thạc sĩ tại Đại học Boston, Mỹ. Sau khi lấy bằng thạc sĩ, Madame Pang trở về phát triển kinh doanh của gia tộc. Bà giữ chức chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Wang Thai Insurance, được mệnh danh là bông hồng hay nữ tướng Lam Sam. Nữ doanh nhân từng thừa nhận việc nghiện mua sắm và sớm trở thành nhà phân phối các sản phẩm thời trang xa xỉ. Madame Pang sở hữu Xanh Hơn O, công ty phân phối sản phẩm của Hermes ở Bangkok. Bà còn là đồng sở hữu của Master Technic, nhà phân phối chính thức của thương hiệu xe hơi Audi tại Thái Lan. Thông minh, xinh đẹp và thành công, bà Madame Pang là mẫu người phụ nữ thành đạt được nhiều người hâm mộ. Ngoài việc tăng vốn cho chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, cây banh còn thành lập Kasikon Business Technology Group Việt Nam, hoạt động như một trung tâm nghiên cứu và phát triển các hệ thống công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ phát triển dịch vụ ngân hàng số trong khu vực.